Tyson Fury hạ nhục đen tay chưa đủ tầm để tái đấu trận quyền anh thế kỷ. Tyson Fury khuyên đen tay Welder cần xây dựng tên tuổi của mình nổi tiếng hơn tại quê nhà nước Mỹ trước khi trận tái đấu được diễn ra. Mặc dù thực tế cựu vô địch hạng nặng thế giới đã có cơ hội đồng ý để tái đấu với Welder từ tháng trước, võ sĩ 30 tuổi người Anh Tyson Fury đã chọn ký hợp đồng với công ty quản lý võ sĩ Top Rank. Hợp đồng này ước tính trị giá 80 triệu bảng Anh nhưng anh vẫn khẳng định rằng mình muốn có một trận tài đấu với Dan Thay Welder. Tyson Fury đã thông báo cho Welder, võ sĩ hiện chịu sự quản lý của Al Haymoon, công ty đối thủ của Top Rank. Anh sẽ không để rào cản từ phía các công ty khiến trận tài đấu bị hủy bỏ. Nhưng tuần này, Fury thông báo với phía WBC rằng anh ta cần một trận đấu để làm nóng vào tháng 5 hoặc tháng 6 trước khi tài đấu với Welder. Điều này giết chết hy vọng mong manh của các fan mộ rằng cả hai võ sĩ có thể đụng độ ngay trong thời gian sắp tới và nghi ngờ khả năng trận đấu sẽ được diễn ra trong năm 2019. Welder ngay lập tức chỉ trích Fury trên mạng xã hội. Điều này khiến võ sĩ người Anh ngay lập tức có động thái đáp trả. Fury đáp trả. Hãy làm cho bản thân mình nổi tiếng hơn một chút ở nước Mỹ đi cậu bé và sau đó tôi sẽ cho cậu một cơ hội khác. Tôi đã đánh bại anh và cả thế giới biết điều đó ngay cả Wilder cũng biết vậy. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi một võ sĩ người Anh nổi tiếng hơn mình ngay trên nước Mỹ. Công ty quản lý top rank của Fury đang tìm kiếm đối thủ cho Fury để thượng đài vào tháng 5 hoặc tháng 6. Trận đấu có thể được diễn ra tại New York. Theo nhiều nguồn tin, đối thủ của Tyson Fury vào tháng 6 sẽ là Tom Schwartz, một võ sĩ đang bất bại 24 trận. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury thông báo ngày trở lại và bỏ ngỏ khả năng đấu với Dan Wilder. Theo thông tin chính thức được Tyson Fury xác nhận trong ngày hôm nay, tay đấm người Anh sẽ đụng độ với võ sĩ quyền Anh trẻ đến từ Đức, Tom Squat vào ngày 15 tháng 6 tại Las Vegas. Tyson Fury xác nhận quay trở lại thi đấu vào đầu tháng 6. Cả hai tay đấm của chúng ta đều có bảng thành tích ấn tượng. Tyson Fury 27 trận thắng, 1 trận hòa và Tom Squat 24 chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên Tyson Fury thi đấu ở Las Vegas và anh cảm thấy rất hào hứng với trận đấu sắp tới vì Tom Swat là một đối thủ trẻ, có sự khao khát thi đấu hết mình và cả hai cũng chưa để thua một trận nào trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp. Đồng thời Tyson Fury vui vẻ nói rằng anh sẽ mang một đội quân khán giả lớn từ Anh đến Las Vegas. Khi tôi bắt đầu tập luyện boxing từ nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được thi đấu ở Mỹ. Trong trận đấu gần nhất với Wilder, Tôi cũng đã thi đấu ở Mỹ, tháng 6 này tôi sẽ quay trở lại và tôi cảm thấy rất vui vẻ vì gặp lại được rất nhiều người hâm mộ ở đây. Tay đấm người Anh đang cảm thấy tràn đầy sinh lực và sẵn sàng cho mọi thử thách ở phía trước. Tôi đang rất nóng lòng được quay trở lại võ đài, tôi sẽ luôn thể hiện màn trình diễn mà khán giả luôn mong đợi. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự ủng hộ từ tất cả mọi người và ngày 15 tháng 6 tới sẽ là một đêm tuyệt vời nữa. Nhiều người đã rất bất ngờ trước quyết định của Tyson Fury đối đầu với Tom Schwartz vì nhiều lời đồn đoán cho rằng sẽ có một trận tái đấu kinh điển lần thứ hai với Deontay Wilder, sau khi cả hai đã có trận chiến đầy kịch tính và kết thúc bằng một kết quả hòa vào hồi tháng 12 năm ngoái. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury tái đấu Deltai Wilder sẽ đáng giá hơn đại chiến với Anthony Joshua Baron Heer, chủ tịch công ty tổ chức sự kiện thể thao Matroom Sport cho rằng Tyson Fury và Deltai Wilder sẽ phạm phải sai lầm nếu như hai võ sĩ này để Anthony Joshua phải chờ đợi quá lâu trận đấu tiếp theo của Anthony Joshua không chắc chắn sẽ là với Deltai Wilder hay Tyson Fury Barry Heer, người đứng đầu Matroom Sport hy vọng rằng Wilder sẽ tái đấu với Fury Ông nhấn mạnh rằng Marum Boxing, công ty quảng cáo cho Anthony Joshua được điều hành bởi con trai ông Eddie Hearn, muốn tổ chức một trận đấu với Fury hay Wilder, nhưng không chắc chắn về trận đấu tiếp theo sẽ là đối đầu với họ. Tyson Fury thì hiểu boxing đấy, nhưng lực đấm thì quá yếu, còn Wilder thì có những cú đấm rất mạnh nhưng lại không có chút hiểu biết về boxing, còn Anthony Joshua thì hội tụ tất cả các yếu tố của một boxer hoàn hảo. Vì vậy, tôi cần phải bảo vệ võ sĩ của mình, đảm bảo anh ta có thể nhận được số tiền nhiều nhất với ít rủi ro nhất. Joshua sẽ đấu với người thắng cuộc trong lần tái đấu giữa Fury và Welder, khi đó số tiền chúng ta nhận được thậm chí tăng lên rất nhiều. Barry Heer nói, Ông dự đoán thêm, nếu Welder và Fury không nhanh chóng tái đấu, tôi nghĩ rằng Eddie đang nhắm tới mục tiêu tiếp theo sắp tới cho Joshua là Jaren Miller. Trận đấu này sẽ là trận đấu ra mắt của Joshua tại Mỹ được dự định tổ chức tại sân vận động Madison Square Garden. Chúng ta đang là những người kinh doanh thể thao, Joshua là nhà vô địch boxing thế giới không ai có thể chủ cãi. Võ sĩ nắm giữ nhiều đai vô địch nhất hiện tại với bảng thành tích bất bại tuyệt đẹp, nên không có vấn đề gì chúng ta đang kinh doanh, vì vậy chúng ta cần một trận đấu lớn. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Đây sẽ là thành công về mặt thương mại, và sau đó là Dylan White, cái tên mà tôi nghĩ là một trong những võ sĩ hạng nặng nguy hiểm nhất hiện nay. Xét về mức độ nguy hiểm của các võ sĩ theo đánh giá của tôi thì Dan Wilder sẽ là dễ đối phó nhất. Jaren Miller thì tôi chưa thể đánh giá anh ta được, anh ta còn là một dấu chấm hỏi. Đối đầu với Fury cũng khá khó khăn, nhưng anh ta có xu hướng bị ngã gục xuống sàn sau khi chúng đòn, mặc dù sau đó anh ấy vẫn có thể đứng dậy được. Tôi khá tôn trọng tinh thần và ý chí chiến đấu của anh ta. Và cuối cùng, nguy hiểm nhất là Dylan White. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua chưa đại chiến Dan Tegelder và Tyson Fury khiến quyền anh hạng nặng nhàm chán. Nhiều người đã kỳ vọng rằng năm 2019 là năm tạo dấu ấn cho quyền anh hạng nặng. Tuy nhiên kết quả đi ngược lại với tất cả kỳ vọng của người hâm mộ. Boxing, môn thể thao khiến hàng triệu tín đồ trên thế giới say mê trong những năm gần đây trở nên nhàm chán. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái tên lớn thi đấu. Hạng nặng vốn được xem là hạng đấu hấp dẫn nhất của boxing, nhưng trong năm nay có vẻ như sẽ chẳng khiến người ta để tâm đến. Cuối năm 2018, các trận đấu kinh điển của boxing dần mất khán giả và ở hạng nặng thì không có nhiều trận đấu đáng chú ý. Sang đến năm 2019 thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Năm 2018, Wilder và Joshua liên tiếp được đồn sẽ đấu với nhau. Tuy nhiên điều này không xảy ra. Cuối cùng Wilder đối đầu với Fury, trận đấu được xem là lớn nhất của làng boxing trong năm 2018. Các nhà vô địch hạng nặng thế giới như Tyson Fury và Dante Wilder hứa hẹn một trận tài đấu trong năm 2019, rồi cũng phải tan thành mây khói. Trong khi đó, Anthony Joshua được kỳ vọng sẽ trở lại thi đấu và giúp boxing hút khán giả trở lại. Thế nhưng Anthony Joshua hủy trận đấu với Wilder ở sân vận động Wembley vào tháng 4, và bây giờ thì anh đi bảo vệ các danh điệu IBF, WBO, WBA ở New York trước Jaren Miller. Như vậy, Joshua Welder Fury nhiều khả năng sẽ không thi đấu trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc bốc sinh hạng nặng năm nay sẽ thực sự trở nên nhàm chán. Quanh đi quẩn lại, bốc sinh hạng nặng giờ chẳng nghĩ ra một cái tên nào có thể thay thế những cái tên trên. Theo bình luận viên bốc sinh của BBC, Mike Costello cho biết, Tôi nghe thông tin này từ Top Rank, ông bầu nổi tiếng Bob Arum đang làm việc với ESPN để Fury tiếp tục đấu thêm một trận nữa vào cuối năm nay và cái tên Welder đang nằm trong danh sách hiện thời. Nếu Welder và Fury có trận tài đấu, thì cũng phải chờ đến năm sau. Người sáng lập Madroom Sport Barriera hiện đang là nhà quản lý của nhà vô địch hạng nặng Anthony Joshua tin rằng những sự kiện gần đây đã cho thấy rõ cả Fury hay nhà vô địch thế giới WBC Welder đều không muốn đối mặt với Joshua ở thời điểm hiện tại. Trước thông tin cả ba tay đấm hàng đầu ở hạng nặng đều không thi đấu trong năm nay. Người hâm mộ và cả giới chuyên môn đều bày tỏ sự thất vọng rất lớn. Có thể 2019 là một năm khá ảm đạm trong làng quyền anh hạng nặng, nhưng việc Joshua Fury và Welder đối đầu với nhau trên sàn đài là điều không thể tránh khỏi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.